Khách hàng hỏi nhà tốt rằng là em ơi, ở bên em bây giờ có căn nào ở Hà Đông dưới 2 tỷ mà xây mới 4 tầng không? Thì trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và trả lời cho quý vị nhé. Với cái căn nhà dưới 2 tỷ, dưới 2 tỷ thật luôn đấy mọi người ạ. Giá bán Ngọc Anh cũng để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Và với cái thiết kế xây dựng rất là mới, rất là hiện đại, toàn bộ sổ đỏ chuẩn chỉnh. Ở đây ngõ trước nhà 2 mét với thiết kế hợp lý, công năng sử dụng ổn thỏa và cái sổ đỏ đầy đủ chính chủ về ở được ngay theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà. Với phần thiết kế của ngôi nhà thì kia là đường ô tô, đây là ngõ trước nhà và đây là căn nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị. Hướng nhà là hướng đông bắc, ngoài ra ở đây còn có hướng tây nam nữa với cái thiết kế rất là hợp lý. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp. Tầng 1 ở đây ngoài anh đang đứng là phần để xe mọi người ạ. Phòng khách thì chủ nhà thiết kế ở trên cái tầng 2. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ hết. Ở đây thì với cái căn nhà này hoàn thiện vừa mới xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Gạch lát nền này, phần sơn này, thiết bị vệ sinh này, hệ thống đèn led chắn thạch cao đều được thiết kế đầy đủ. Và với vị trí ngôi nhà này thì thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội quý vị nha. Gần với lại trục đường quốc lộ 6, cách với lại mặt đường quốc lộ 6 khoảng tầm 400m. Đó, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông theo cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì cũng rất là hợp lý. Từ vị trí này mà đi ra tới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì khoảng tầm 3 km mọi người ạ. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Căn nhà này còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa là ok. Còn đâu thì mọi cái đã hoàn thiện gần như là cơ bản xong hết rồi. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ, chậu rửa vòi rửa, thiết bị vệ sinh đều lắp đặt cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng hợp lý. Mặt bếp thì ốp đá granite màu đen, xung quanh bếp thì là ốp gạch ốp bếp mọi người ạ. Đó. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ, nước sử dụng là nước sạch và điện lực EVN Hà Nội. Với cái phần không gian phòng bếp thiết kế cho quý vị một cái ô cửa nhỏ thoáng. Đó. Ngoài cái phần để xe ở phần tầng 1 phòng bếp đây thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng, công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Đầy đủ về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, giá bán dưới 2 tỷ rất là hợp lý. Hướng, vị trí, giá của anh đều chia sẻ rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà với tầng 2 thiết kế gác lửng hiện đại quý vị ạ. Để làm phòng khách cho quý vị, đầy đủ cửa sổ, hệ thống đèn led chiếu sáng lắp đặt đầy đủ. Đó, đây là phần tầng 2. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách ở đây là phần thiết kế cho quý vị một cái kệ gỗ hợp lý. Nói chung giá bán hợp lý cho một ngôi nhà thiết kế 4 tầng xây mới. Bây giờ xây một cái nhà không nó cũng rơi vào tầm 700-800 triệu rồi. Còn chưa kể tiền đất, còn chưa kể tiền công thợ mọi cái mọi người ạ. Cho nên là với cái căn nhà ở Hà Đông hoàn thiện như thế này, giá rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Đây là phần phòng ngủ ở phần tầng 2 hướng ra phía bên ngoài đây. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ ở các phòng. Các phòng đều được thiết kế cửa sổ 2 lớp an toàn thẩm mỹ. Đấy. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Ngoài ra phần tầng 2 thiết kế phòng khách, phòng ngủ thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Đầy đủ bồn cầu và xịt đấy, đầy đủ hết. Hệ thống sen tắm nóng lạnh. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng hai phòng ngủ trước và sau. Như vậy căn nhà này có lên trên phía tầng 3 là 3 phòng ngủ riêng biệt. Rất là hợp lý, phòng khách riêng, để xe riêng, phòng bếp riêng. Với cái dự án này thì cũng có mấy hộ gia đình về ở rồi quý vị nhé. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin liên hệ trực tiếp với nhà tốt để được đi xem nhà thực tế, xem nó có đúng giống như ở trên video không. Đây, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng trước và sau. Đấy, hệ thống điện nước đều được lắp đặt xong hết rồi. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Đó, phòng ngủ trước và sau đều rất là thoáng. Đây, phòng ngủ bên trong cũng vậy, ánh sáng đầy đủ cho quý vị. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh review cho quý vị như vậy. Với ngôi nhà này, mặt tiền 3m23, mặt hậu 3m23, vuông vắn. Thiết kế công năng
cầu thang giữa phòng vệ sinh, giữa phòng ngủ hai bên. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà với một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, khu vực đây là để máy giặt riêng mọi người ạ. Đây, sàn thoát nước, đầu chờ cấp nước điện. Và phần còn lại, trên tầng 4 chủ nhà thiết kế cho chúng ta một phòng riêng, quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy công năng, mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phần còn lại, sân phơi, tương đối là rộng, tương đối là thoáng. Hướng nhà này đông bắc, rất là mát. Đây, đây là phần trên cùng của ngôi nhà. Xung quanh dân cư đông đúc, mọi người có thể nhìn thực tế. Hàng xóm thân thiện, giao thông đi lại thuận tiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Quý vị có thể về ở được ngay với căn nhà này. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau.